Hôm nay chúng ta có một cái trường hợp rất là đặc biệt. Đầu mũi máy rất là to ha. Từ mà rãnh lẻ đi xuống, mọi người thấy là cái cánh mũi, cái độ thừa của cánh mũi phía ngoài á thì nó rất là rộng, rất là dư ra. Nhìn em này thì chỉ thấy cái lỗ mũi thôi. Rất là nhiều khuyết điểm. Bây giờ khi mà chúng ta nhìn ngang, cái đầu mũi thì nó rũ, cái phần sống này thì nó võng. Nó bị hổm sát mắt nó ngang với lại cái mí mắt luôn, rất là thấp. Phần xương thì nó lại không cân xứng, nó lại bị lệch phần khung xương nữa. Ê, phần khung xương nó bị thô và nó bị lệch. Rồi cái phần vách ngăn, khi mà Lê kiểm tra thì Lê thấy đây vách ngăn nó cũng bị vẹo, bị vẹo một bên nữa. Ấy, đấy, bên này thì ít, bên kia thì nhiều ha. Rồi khi mà chúng ta nhìn thấy cái phần ở dưới cánh mũi thì cái phần cái nền cánh mũi của cái cánh mũi này, cái chiều dài của nó, độ dài của nó rất là dày. Và lúc nãy thì khi mà Ly kiểm tra thì Ly thấy cái sụn cánh mũi của em ấy rất là mỏng, nên ca này rất là phức tạp. Mọi người chờ kết quả nhé. Rồi đây là kết quả ha, một kết quả rất là tuyệt vời. Ngồi sức tưởng tượng của em ấy luôn á nha mọi người. Khi mà làm thì em ấy cứ nghĩ rằng là cái mũi của mình nhiều khuyết điểm như vậy thì chắc sẽ không được đẹp đâu. Và đây là kết quả em ấy đã rất hài lòng mọi người ha.